Hôm 22 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và Ủy ban trọng tài đã đưa ra quyết định án phạt đối với trọng tài Iglesias Villanueva điều khiển VAR trận đấu giữa Valencia và Real Madrid vì liên quan tới chuyện Vinicius Junior bị lăng mạ và nhận thẻ đỏ. Bên cạnh đó, 5 trọng tài khác trong tổ VAR đó sẽ nghỉ việc từ mùa giải sau. Đây là những động thái từ cấp cao của bóng đá Tây Ban Nha. Trong khi đó, bản thân La Liga và ông Javier Tebas chưa có bất kỳ hành động nào. Trong suốt cả trận đấu với Valencia trên sân Mestalla, Vinicius đã liên tục bị lăng mạ và phân biệt chủng tộc. Hàng ngàn người công khai sỉ nhục với một người nhưng lại không có bất kỳ hành động bảo vệ nào được đưa ra. Thậm chí, chủ tịch Javier Tebas của La Liga, thay vì lên tiếng bảo vệ cầu thủ, chống lại hành vi phân biệt chủng tộc thì ông lại chỉ trích Vinicius như thể cầu thủ này là nguồn cơn của mọi vấn đề. Chính hành động của ông Tebas đang tiếp tay cho hành vi tương tự như trên sân Mestalla tiếp tục diễn ra thêm. Nói về chuyện này, huấn luyện viên Xavi đã phát biểu: "Dường như bóng đá là nơi duy nhất những lời xúc phạm và phân biệt chủng tộc được chấp nhận, những môn thể thao khác ít xảy ra tình trạng này hơn. Trên thực tế, những gì xảy ra vào hôm 21 tháng 5 vừa qua không phải diễn ra lần đầu tiên. Vinicius đã đối diện với hành vi sai trái này kể từ khi gia nhập Real Madrid. Trên trang Facebook cá nhân, cầu thủ người Brazil thậm chí đã có một video tổng hợp các trận đấu mình bị cổ động viên đối thủ sỉ nhục. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Ancelotti đã tiết lộ rằng Vinicius đã có ý định bỏ trận đấu vì những áp lực mà cổ động viên Valencia tạo ra. Điều này cũng tương tự chuyện Eto'o của Barcelona đã vùng vằng đòi rời sân trong trận đấu với Zaragoza vào năm 2006. Thời điểm đó, trọng tài và các cầu thủ Zaragoza đã phải nỗ lực ngăn cản thì Eto'o mới nguôi ngoai để quay trở lại thi đấu." Tại Premier League hay Serie A đều có chiến dịch chống nạn phân biệt. Người hâm mộ cũng không thấy chủ tịch những giải đấu này lên mạng xã hội để cãi nhau tày đôi với cầu thủ, giống như cách mà ông Tebas đang làm. Trong khi đó, La Liga sau 17 năm không có bất kỳ thay đổi nào trong vấn đề này. Và điều đáng buồn hơn là những thế hệ sau của Eto'o và Vinicius có lẽ phải chịu nỗi đau này trong nhiều năm hơn nữa, bởi những phát biểu của ông Tebas cho thấy có vẻ như La Liga cũng không có ý định có những biện pháp ngăn chặn vấn nạn này. Thay vì dành thời gian trên mạng xã hội, ông Tebas nên tập trung tìm ra giải pháp để các cầu thủ cảm thấy an toàn và bình đẳng khi thi đấu tại Tây Ban Nha. Điều ông Tebas đang làm chỉ khiến La Liga trở nên xấu xí hơn và dần dần sẽ trở thành nơi chẳng cầu thủ Brazil nào muốn tới thi đấu. Vinicius đã thi đấu tại Champions League và cả World Cup mà không phải bức xúc lần nào về việc bị lăng mạ. Thế nhưng khi trở lại giải đấu cấp cao nhất của Tây Ban Nha, anh liên tục phải chịu điều này. Thật lạ khi một giải đấu chuyên nghiệp và lâu năm lại để tình cảnh một cầu thủ bị hàng ngàn người lăng mạ công khai trong suốt thời gian qua mà không có lấy một hành động ngăn cản hay bảo vệ. Không rõ La Liga cảm thấy những điều mà Vinicius phải chịu là bình thường hay đằng sau có cả một chiến dịch để tấn công cầu thủ người Brazil. Dù là gì cũng đều không công bằng với cầu thủ đã ghi bàn duy nhất để giúp Real Madrid vô địch Champions League mùa giải 2021-2022 và mang về vinh quang cho đất nước Tây Ban Nha. Vinicius chỉ còn hợp đồng với Real Madrid tới năm 2024. Với những điều đã và đang xảy ra tại La Liga, mức độ cam kết gắn bó với cầu thủ người Brazil với Real chắc chắn sẽ bị đặt dấu hỏi. Anh dĩ nhiên không có vấn đề với Real, nhưng nếu tiếp tục thi đấu tại một giải đấu có quá nhiều điều tiêu cực thì bản thân Vini cũng khó có thể đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Hiệp hội bóng đá Thái Lan đã thay mặt Hoàng gia Thái Lan đưa ra hình phạt chính thức dành cho đội U22 Thái Lan sau vụ ẩu đả không đáng có ở chung kết SEA Games 32. Trước đó, các quan chức của bóng đá Thái Lan đã cùng Ủy ban Đạo đức bóng đá cùng tổ chức điều tra về hành vi của U22 Thái Lan tại trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32. Đó là trận đấu diễn ra tại Phnom Penh vào ngày 16 tháng 5 vừa qua. Tình huống hỗn loạn xuất hiện sau khi U22 Thái Lan có được bàn gỡ hòa 2-2 ở đúng phút thi đấu cuối cùng. Sau đó, cả U22 Thái Lan cùng U22 Indonesia đã lao vào ngoài đường pit và tạo ra cảnh tượng khó tin ở một trận chung kết. Sự việc đã bị truyền thông Thái Lan và quốc tế lên án một cách mạnh mẽ. Tất cả đều cho rằng vụ việc này sẽ làm tổn hại tới hình ảnh của bóng đá Thái Lan cũng như khu vực Đông Nam Á. Ủy ban điều tra đạo đức do Trung tướng Pol Amnoy Nimano làm chủ tịch đã thu thập bằng chứng từ ngày 18 đến 22 tháng 5.
Quyết định cuối cùng đã được đưa ra khi 3 người trong ban huấn luyện U22 Thái Lan sẽ bị cấm làm nhiệm vụ ở các cấp độ đội tuyển trong vòng 1 năm. 3 người này là huấn luyện viên thủ môn Prachat Chok Chokmo, ông Mayet Madat và lãnh đạo đội Pachawut Wong Sipreng. Theo thông cáo từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan, những thành viên này đều bị phạt nặng do có kiến thức, kinh nghiệm và tuổi tác trưởng thành hơn so với lứa cầu thủ U22. Thế nhưng, đây lại là 3 cá nhân đã không giữ được bình tĩnh và khởi nguồn cho màn hỗn chiến với U22 Indonesia. Bên cạnh án phạt kể trên, hai cầu thủ của đội U22 Thái Lan là thủ môn Suphonwit Rakiat và cầu thủ vào sân thay người Tirapak Prenga sẽ phải nhận án cấm thi đấu ở các cấp độ đội tuyển trong vòng 6 tháng. Điều này cũng khiến tương lai của cả hai bị ảnh hưởng trong giai đoạn đang phát triển sự nghiệp. Án phạt này chỉ là do Liên đoàn bóng đá Thái Lan đưa ra. Tất cả vẫn đang chờ một phán quyết đầy đủ từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á sau vụ việc gây chấn động tại SEA Games 32 vừa qua. Theo L'Équipe, MU và PSG đang tiến hành đàm phán chuyển nhượng Neymar. Tuy nhiên, thông tin này đã được một số nguồn tin của hai câu lạc bộ phủ nhận. Neymar nhiều khả năng sẽ rời Paris Saint-Germain vì nhiều vấn đề liên quan tới nội bộ lẫn mối quan hệ với các cổ động viên. Tuy nhiên, Man United chắc chắn sẽ không thể là điểm đến tiếp theo của cầu thủ người Brazil. Đơn giản vì Quỷ Đỏ hiện tại không cần mẫu cầu thủ như Neymar. Man United trước đây là một trong những câu lạc bộ rất muốn sở hữu Neymar. Cầu thủ người Brazil cũng là cầu thủ có phẩm chất hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, tiền sử chấn thương sẽ là trở ngại với Neymar trong việc tìm kiếm đội bóng mới khi anh phải nghỉ thi đấu một thời gian khá dài ở mùa giải năm nay. Neymar hiện đã 31 tuổi, do đó anh có thể gặp chấn thương nhiều hơn và nghỉ thi đấu lâu hơn so với trước đây. Chiêu mộ cầu thủ người Brazil lúc này chẳng khác nào một canh bạc với Quỷ Đỏ. Bên cạnh đó, lối chơi của Neymar cũng không phù hợp với họ. Cầu thủ người Brazil thường chơi bóng nhiều chạm, thường tạo đột biến từ những tình huống đi bóng. Trong khi đó, triết lý của huấn luyện viên Erik Ten Hag là chơi bóng ít chạm. Do đó, nếu Neymar tới Old Trafford thì sẽ rất khó hòa nhập. Thậm chí anh có thể gây cản trở tới lối chơi của toàn đội. Hơn nữa, Man United đang có nhiều cầu thủ có thể chơi ở hành lang cánh trái. Vì vậy, việc sở hữu Neymar sẽ chỉ khiến MU lâm vào khủng hoảng thừa mà không giải quyết bài toán quan trọng nhất là trung phong cắm. Ngoài ra, cũng phải nhắc đến những vấn đề bên ngoài sân cỏ. Neymar là một cầu thủ có cá tính mạnh. Huấn luyện viên Ten Hag đã phải rất đau đầu trong mối quan hệ với Cristiano Ronaldo trong khoảng thời gian đầu tại Man United. Nếu đưa Neymar về thì huấn luyện viên người Hà Lan sẽ phải đau đầu thêm một lần nữa. Nói như vậy để thấy, MU không có lý do gì để chiêu mộ Neymar. Việc tờ báo nước Pháp đưa tin này có lẽ mang mục đích khác.